Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Hòa Thanh Châu Phú hả? Chào cả nhà. Dạ sau mấy ngày nay là nghỉ ngơi cả nhà, bây giờ mấy vườn cháu mấy anh em sẽ tiếp tục vô đồng mình giăng lưới cả nhà ơi. Trời cũng vừa mới mưa xong, lúc binh nó trơn là nước nè, quá trời rồi. Làm cái này giăng mấy tay ba? Bốn. Này bốn tay nha cả nhà, hai tay ba phân rưỡi, một tay bốn phân với tay ba phân. Giăng trên dòng kinh này nè cả nhà, kinh này là trên cánh đồng Mỹ Đức. Đó. Em gài thì mấy chú cháu mấy anh em có công chuyện ở nhà cả nhà ơi. Bởi vì không lên giao thường xuyên cho cả nhà xem được. Bữa nay mình giải quyết xong công chuyện thôi, bắt đầu mình tiếp tục thôi. Ba vườn tư sẽ đi văng ở dưới nha cả nhà, đầu trên đầu dưới. Còn trước sẽ cũng đi văng một tay luôn. Cầm hả? Trước hồi thăm trước ha. Cầm hồi thăm. Đó. Cái kênh này người ta mới múc với cả nhà, bởi vì nó hơi sâu. Nó nhìn từ đi xuống văng nha. Cánh đồng chiều mưa quá đẹp, mưa nãy ầm ầm luôn, cả nhà có dông luôn, mưa gãy cái điện, cúp điện ở nhà luôn. Cây nhiều lắm. Dạ. Cây nhiều lắm. Đó, bé Lùng với anh ba mới vô luôn cả nhà ơi. Chào bé Lùng và anh ba nhé. Vô luôn, cái này là đầy đủ tem luôn cả nhà. Tại anh ba là đi làm á, rồi chiều mưa chắc anh ba nghỉ. Bé Lùng chở anh ba vô luôn rồi. Nay nghỉ chiều anh ba? Cấp điện. Cấp điện hả? Cấp nóc nhà. Đầy đủ luôn mà cả nhà. Em gài mấy anh em này có công chuyện. Đúng rồi. Rồi giờ em sẽ phụ mấy vườn cháu mấy anh em đi giăng lưới cả nhà ơi. Kết quả như thế nào hồi em thăm em chia sẻ cho cả nhà xem nhé. Cả nhà xem tiếp video nha cả nhà. Lưới hai tay lưới ba rưỡi lùng, một tay lưới bốn phân với một tay lưới ba phân á, mới mua thêm tứ lưới ba phân á. Sửa rồi, sửa rồi. Sửa được cái khúc chẵn là còn bao nhiêu nó vẫn còn chẵn à. Nó bớt thôi chứ đâu hết được hết thẳng đâu. Tại nào ba? Tại văng đây. Em văng sao mà cặp mí vườn tư văng xuống mà em văng tử vườn tư văng lên được. Hoặc là cặp mí bên kia kìa. Ở trong túi còn gì không nghe, lỗi cũng xong thua ta. Bỏ đem đi. Nè, nghe nghe bỏ luôn. Đây, chú vườn này hả chú? À. Ở đây có một chú vườn cái này là kêu là sao chú? Cái này là nụ dưa hả? Dưa nụ. Dạ dưa nụ. Trồng nụ dưa cả nhà thấy đẹp không? Đó. Đó không chú vườn đây. Nụ dưa giờ ăn ngon lắm cả nhà, nụ dưa mình kho cá. Đó, mấy anh em ở dưới cũng đi văng thêm tay nữa nha, mình chia nhau vậy đó. Dễ hơn. Nụ dưa quá ngon. Này khô lạc ngay luôn ha. Văng tới đó. Dạ. Đóng hàng. Không mà dương không nha anh ba cũng chuẩn bị văng thêm tay lưới này, tay lưới bốn phần cả nhà, rộng hơn. Nếu mình văng hết con kinh này luôn, bốn tay lưới của mình, kinh này người ta múc hai lần hai bị sâu lắm cả nhà ơi. Dựng tư với ba với mấy anh em dưới văng cả nhà, còn em trên đây chờ lưới, nó đang đứng trên cánh đồng mà trồng dưa hấu cả nhà, dưa hấu mà dưa hấu con đã gọi là nụ dưa. Bên đây là bên dòng kinh, em phải mang theo cái dù này cả nhà, tại trời mưa đang mưa lâm râm, thôi là ướt máy chân, không quay được cho cả nhà xem. Ở dưới quê đồng ruộng thì nó gì thôi cả nhà ơi, chiều mình vô đây mình kiếm bữa cơm ăn, mưa xuống là cá nhiều lắm cả nhà, rồi để em quay cho cả nhà xem cá nó ngớp cỡ này nè, mấy cái lòng tông hay cái gì nữa. Cái nhà lưới mình dưới đó cả nhà. Đó, cá ngớp nè. Quá trời. Quá đã. Này dính nè, cá ngon nha. Tại lưới mình là dính cá rô, cá sặc, rồi cá hột mít. Dính đủ thứ cá nha. Đang ngồi chờ lưới thì thấy anh em thấy phát hiện có con rắn cắn ếch cả nhà. Đó, nghe thấy kêu không? Đó, rắn bự chứ rồi.
chấm lùm này nè cả nhà. Đó. Rắn chấm hết tim. Rắn hết ba. Tim đi. Đúng không? Rắn kêu. Cả nhà. Ba mới ăn lưới xong cả nhà. Đâu ngay ngay cái góc vườn này luôn nè. Hồi hộp cả nhà ơi. Là tao đó luôn rồi. Lo chứ. Chưa xuống rồi cả nhà. Thấy không bà? Trống không khí. Thấy bà? Ăn gì á? Trời ơi, cực như hộp tự. Vô gắn nè cả nhà ơi. Để coi hồi nó có dính lưới không, ngắn bự chà bá luôn, ngắn nước. Thôi lặng nghỉ ngơi với mọi người thôi. Đây ông chú trời mới mưa, chỉ mưa nha. Đồ vừa sập hết trơn rồi. Đó, ông chú đang làm lại. Ông dễ thương lắm, nãy rồi Thanh vô tính chia lại về ăn cắt hoa lãng. Nhưng mà ông chú kêu bẻ đi, cho vài trái về ăn. Đó, đây mọi người đang nghỉ ngơi cả nhà. Nghỉ ngơi xíu mình xuống thăm lưới. Rồi sau khi nghỉ ngơi xong rồi mấy vườn cháu sẽ đi thăm lưới cả nhà ơi, mấy anh em đi thăm lưới thôi. Nó mới đầu lưới mà dính cá lóc cả nhà. Mày cuốn hay là tao không ngỡ lần. À. Tao cầm. Đi qua bản dưới đây. Dạ. Không đéo bản rồi. Không có được. Được không? Sâu lắm. Một cái lưới này không thắt được cây cây, dính kè, dính kè, dính kè. Rồi sao? Đấy, im tay đó đi, cuốn tay này trước đi. Cuốn hai tay đi, còn sớm mà. Cuốn này nào có tay đi, ông qua đây ông gỡ nè. Rồi tiếp tục thăm lưới nè cả nhà ơi. Kiết lại đi. Dạ. Trời ơi, cho dính. Nãy dính con lóc bây giờ dính cái mà dính nữa cả nhà ơi. Ừ. Không ngon không. Có cái rồi đó. Đầu lưới rồi. Này cái chốt cho má luôn. Vui quá. Quá đã. Vui quá. Năm người thăm tay lưới cả nhà. Quá đã. Gì nó mau cả nhà ơi. Đó, cá lóc, cá lóc. Dạ đó. Có cây dưới đây nha anh em. Ồ, ô, cá ngon cả nhà. Rô. Rô, cá dẫn. Vinh. Cây nó chỉ trẻ trẻ không chừng. Cây mốc với cả nhà. Nó hướng ra bụng không à. Cẩn thận cả nhà. Qua đây. Thế hả? Dạ. Ồ cá gô cả nhà. Nó chà bá không? Vô cá gô. Đây là cá gô chạy qua. Nha cả nhà. Quá đã. Nãy giờ chỉ được 20 mét lưới nha, dính cá ngon không? Cả nhà biết sao không? Tại mưa xuống. Mát trời cá đi lắm. Đó. Vô. Đi theo bước chân của Dựng Tư. Cái này hết chả rồi. Gì đây, gì đây, gì đây. Trời ơi, hai con cá gô cả nhà đằng trước kìa. Quá đã. Cá lưới của ông, xúc con gỡ mới đã. À. Cái này cái bộ đã, cắt vô con không. Nó. Cái này lưới bự nha, cá bự nha. Cá bự nè, lưới qua này ba không gửi không à? Ừ. Ủa gì, dính cá bự bự không? Đó, hai người gỡ, ba Dựng Tư sẽ gỡ cả nhà. Ừ, bé Lùng với anh ba sẽ đi lấy cá. Cá lưới mình nói hẳn là chảng nha. Mà bây giờ ta đổi chả người ta không chịu nữa. Cá thấp cũng muốn cá chảng nè. Lùng vô trong mé nè. Vô sát trong nè Lùng. Lùng. Mày sâu quá sâu. Thấp mà mày đòi ra ngoài thôi. Ôi. Cả nhà thấy cá ngon thấy nha. Đường trước quay lại Thanh. Ờ, cái đó cái chốt gì vậy luôn. Có sạch không? Trước hết đi tao lộn sao. Dạ. Cái mé này có bực cấp không? Dạ. Dạ. Ôi dồi ôi, cá gô à. Đó không có. Vô gì mới đã nè. Đó, vô gì mới đã. Ê, trời ơi. Lớn lắm. Dễ gì không?
thánh chua kho lạc. Cá đồng giờ này ngon, mùa này ngon lắm cả nhà ơi. Hết này chảng nè. Cả nhà thấy chảng không? Đó. Căng cái lưới mình gì nè. Trước thì đi trước cái lưới cá cả nhà đó. Mình sao mình thăm tới, sao cá chạy giạt qua đây lại. Lên tới chuồng bò không vậy tôi? Không tới đầu lưới luôn, hổng. Cá mà dinh cái gì luôn? Cá ngon. Mới đâm vô rồi nè. À, cả nhà. À, cá mà dinh đã không? Vô vô vô. Ừ, để đi. Nó mới đã. Ba, cá dinh ba, cái rô nó mới lùng nó cầm đầy tay à. Wow. Ảnh đi quá trời bả lên. Dừng lên dừng mấy ơi. Gì? Xe lạc đi. Xe lạc đổ xăng chơi. Lên chứ. Mẹ chiếc xe lút rồi chứ mới đổ xăng á. Tắm được hả? Xíu được rồi. Cái sữa hả? Ừ. Đâu? Có đâu? Con ủng hộ cô nè, 1 2 3 vô nè, lên nè. Đẩy cái xe chỉnh lật á cả nhà, bà cô trước đang chạy. Để đỡ cái xe lên. Ừ, cái đường này giăng lưới ngon, đường này đi đi, đi dễ. Cá mà cái đất này mềm quá, cầm cái cần câu mình nó lôi luôn. Dính cá sạch còn ngon không? Cắm 3 phút thăm rồi. Dạ. Đâu á? Thử ư. Tưởng cá lóc. Đã nè. Dính này nó má má. Dạ. Nó lớn. Ồ, ngon rồi đó nha. Cái nhà nướng giữa nước sâu lắm cả nhà ơi. Làm ăn không có xuồng bọng gì, khó khăn cả nhà thông cảm nha. Cả nhà yêu thương kênh, ủng hộ kênh nhiều để em đầu tư chiếc xuồng cho mấy anh em hiện tư với ba đi khỏi lội ra cực khổ. Cái sạc trắng phiếu à. Rồi hết tay lưới rồi cả nhà ơi, nhưng bị thăm tay lưới thứ hai đi. Là tay lưới hai là chỗ trước đang chuẩn bị nắm đầu thì kéo qua đây nè cả nhà. Chúng đó bà cũng xíu rồi ba ơi. Để em đứng cao cao lên rồi cả nhà. Đó là tay lưới đầu tiên nha cả nhà. Cá rô, cá mè dinh, cá lóc. Đó, cá rô phi, cá sặc. Thì đủ cá ngon không? Nhóc nhóc. Ừ. Sao ngon ngon đó, đó kho lạc ăn nó đã đó. Trời ơi, cuối cuối lưới có còn cá rô không? Quá bả. Cái bả luôn. Ồ, ta lưới kia dính rồi cả nhà ơi kìa. Xe dừng luôn à. Con cá sấu đó nha. Sao dính chặn cái chân cặn đầu đó. Dạ. Người quẹo ngang cái đầu chặn đầu đó rồi nó chạy. Trời ơi. Con cá. Ờ cả nhà. Ồ cả nhà ơi. Quá. Wow. Nãy đi cá chót rồi. Chỗ nào? Dễ gì đi được anh ơi, nó nằm đâu đó đó. Ôi giời, cả mấy mùi luôn. Nằm cái đầu cái nhà. Cá mà dính rồi cá rô rồi cá. Nó ngon không nội ư? Nè. Nè. Dính rồi. Thôi đã lên đây trước coi. Cái lưới này quá dính này cả nhà ơi. Mới đầu lưới mà cả nhà nè. Hết sức ông nội ơi, xe diện. Đi ra đây. Đi không? Đi đâu rồi. Đi đâu đi, đi nó dính dễ vậy tí. Nó chốt dính không đi nổi đâu. Ngay đầu đó. Đi hả? Ba nó không có chốt mà chắc không có chốt đi gì cái này. Ôi đây 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 anh ba. Đâu nè, đâu nè. Đây nè cả nhà. Sao đi được hả? Cái chốt dính vô không đi nổi. Dính 3 4 lớp. Sâu quá luôn. Thì đó. Ủa này không thấy cá hộp mít nè. Thúi rồi.
Em tính thử thử không? Sao anh ngồi tao bắp thử không? Đó, gì trong đó là nó ngồi đó. Rồi. Đi đâu là... Cái nhà thấy vui không cái nhà? Trên đông. Nó vô mấy bình luôn hả? Ý dồi ôi, con cá chốt cả nhà. Bá luôn. Quá vũ rồi, chứ quá vũ rồi nha. Bây giờ con rô cho cái nhà xem nha ba. Em zoom lại cho cái nhà xem. Ừ, nó sạc dính. Đâu? Đó cái nhà. Cái rô chà bá nè. Nó sạc. Ừ, nó sạc. Nó sạc này dính nè cái nhà. Nè, đâu rồi, có rô nè. Nè. Anh ba ơi, quá trời anh ba ơi. Quá trời. Trời ơi, cũng gỡ không được đi. Ừ. Lúc bữa nay tao chuyên nghiệp rồi. Đó không? Chụp giật, chụp giật. Đó. Nghe nhau. Cái rô, cái bá. Vô cho bá. Không dứt, nước này là lạnh ngắt rồi. Được bình không lạnh. Được bình dính quá trời dính. Không. Cũng trầm vui vậy mà. Đồ coi. Con này dính nhiều lắm chứ lên. Cá nó ngấp quá ngấp kìa. Mở cái hạt luôn nè. Quý ra. Sụt ra. Quá dữ chứ này. Cá phi nhỏ này thả lại nha. Đó, ít thôi. Đó, nhà thấy cá rô chưa? Đây dạ. Ở cái này có kem dương nha anh em. Hóc rồi. Nghe điểm nhau thôi. Nghe giò ảnh. Ôi ôi, cá sặc này mới ngon nè cả nhà. Cá sặc Batman. Đang thui thui lùi. Thật đẹp quá cả nhà, thật không. Này xứ vô xứ cái sạc à. Dính cái sạc lưới chia chứ. Nè, nè, hôm nào thấy Unu à, mùa mưa tới mà. Đó. Giống cá đi thiêu. Mùng đen. Wow. Cái sạc này mình muối chiên hay làm gì cũng ngon nha cả nhà. Ồ, nha. Gì đây? Ôi ôi sạc. Dính kiểu xe gì nha. Chưa xe đâu. Tại nước 3 phần mới xe. Đó. Cực thăng. Dính này giờ cái nửa ký cái sạc. Cái sạc dính nhiều quá. Ký luôn hả Dương Tư? Em đi dưới nước có gì đắt lắc cả nhà thông cảm cả nhà. Cũng cầm chắc lắm mà cái đất ở dưới cái đáy nó múc không đều á. Chỗ cao cái thấp đi sập sập sập. Nó ốm nhòm không bày. Ôi giời nè cả nhà. Căng bít à. Nhà mà ba ốm nhòm. Đi đi ba. Đó. Dính con miếng rồi cả nhà nè. Tự thôi mốt đừng chà bá. Gắn thương ra. Gắn thương lại. Tối cái bình thường như đó. Gắn thương lại nó gắn chà bá. Tiếu thiệt. Rồi. Hết rồi. Cái đồ này ngon ngon. Ngon trời ơi. Ô hộp mít luôn. Cái đồ nữa. Cá ngon ngon không nổi. Đấy cả nhà. Chốt con nào đấy mà. Trứng không đó nha.
Thôi nè, gỡ đi. Cái hộp mít ở trong chung qua ông gỡ đi. Mít gỡ dễ mà, hộp mít dễ gỡ mà. Con nuôi trứng không á, ăn cá nè. Nặng anh ba, nặng à. Dạ. Mày 2 kg chứ ít rồi. Dạ. Đó là nhà, nặng rồi đó nha. Nó có 2 tay lưới đó. Giờ vô trồng ở trên cơ. Dạ. Cơ bệnh nó chặt. Nè, dính nè. Ôi ôi ôi, cái ô cả nhà. Dính cỡ này. Đây da. Đó. Có lù bành 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 không? Nha. Yeah. Luôn. Yeah. Em cầm chắc nó luôn hả? Nằm em gu à. Em cầm nhẹ nhẹ là nó dễ à. Em cầm chắc luôn. Ừ. Hả? Em gu không? Chứ cầm nhẹ nhẹ là nó dễ. Đó. Có con vịt nằm trên cây cái nha. Vịt sim, vịt mình á, nhưng mà sao nó bay được như nó hay thiệt. Các nhà thấy không? Chỗ này cái nhà. Vịt sim. Rồi cũng hết lưới rồi cả nhà ơi. Hai cha con với mấy vị cháu mấy anh em lên thăm tiếp tục hai tay lưới kia. Cả nhà xem tiếp video nhé. Rồi tiếp tục đi thăm tay lưới 3 phần nha, tay lưới 4 phần rưỡi nha cả nhà. Cái cái vỏ nãy thì mình để lại cả nhà, để mình thăm vỏ này. Mình giọng cá. Tay lưới này dính dữ lắm, dính cả nhà ơi. Ờ đó. Quá dính cả nhà ơi. Ba phần là dính, là ba phần rưỡi dính nè. Này con rắn kia nó dính luôn cả nhà. Hết cao dính nè. Cái giống cá linh quá ha. Cái này xương ra. Dính rồi. Không, cá dính nhỏ là nó không có xương. Nó mềm xèo. Nhà đúng rồi ngon. Không biết thằng cá này nó rối ngay bây giờ cá này dính này cá không ba mươi nó ngày xưa mà anh nhớ cái dạng bên đây là sao qua bên đó ta thì anh cá lại con qua bản cá cá chậm luôn lên lên đoạn luôn cái này ta lưới ba phần cả nhà mà dính như lắm, dính dính đầu không à. Trời đang mưa cả nhà, bởi vậy em làm cái dù nữa nè. Bởi vậy tay chân khó khăn cả nhà cũng thông cảm nha. Trời đang mưa lâm gâm. Đó, ơi cái này học bánh này lùm ha. Lưới nhỏ thì dính cá ngon cả nhà ơi. Chứ dằn mấy cái lưới bự là dính toàn cà phê không. Cà phê mấy anh em này ăn ngán à. Mấy nhà xem có cái đô không ạ? Ừ, cái đô nè. Quá đã. Đây còn cái linh nữa nè. Đó. Bách. Vinh rồi, ba con. Ba không còn rồi đó, chốt này còn hai, bốn con rồi đó. Quá rồi. Mò thử coi dính rắn chứ. Mà đánh ba ngạc nhiên nè. Nổi chốt gì à? Không. Ừ. Nổi đó. Rắn ngay trước. Vừa hả? Ba ba biển. Đập lắm kìa. Đâu? Về lại trước đây. Ừ. Đi nhanh quá quá. Trời ơi, cái con nè. Ê, cái đồ này có chốt nhiều quá. Anh nói thấy bác sĩ cho anh chạy đi ha. Ừ, ừ kìa. Rồi, dài dài vô đây nè. Cái này luôn. Cái này đâu dính đâu. Dạ. Dính được luôn mà. Đó, lùng cầm tay tay. Ồ, dính hai con cá. Chạy đi. Anh ba. Quá trời luôn nè. Ồ, ok. Dính rồi. Ăn cá
Qua đây trước, qua đây rửa tiếp trước. Bả đi đổ đổ đi. Dính nhiều quá nhiều. Đi dài dài chứ đi, đụng nó dài, đụng nó nè. Nó anh đừng có bả dính. Dính nè. Rối quá cả nhà. Không biết nói làm sao. Chốt cái chốt thằng em chuột có lấy không rồi. À. Chấm nè. Tải em để vô đi. À. Còn ráng gượng rảnh. Ủa cái chốt à. Ngồi ở đây nè bà. Chốt không? Bà ta. À. Này nó vừa là ba tay bà chết à. Ba phân rồi chú. Dạ. Dạ. Quẹ ba ngữ ra cuốn chảnh hai tay chân 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 mày. Dạ. Ừ. Đây đồng này cá chốt nhiều quá này nè hả nha. Đấy, lưới này nhỏ nó dính. Dạ. Cái kia nó bự nữa nó dính rồi. Ngọt. Dạ. Cái này đây. Nó mà gỡ cái sạch thôi mà. Hai ba còn có chốt rồi. Gắn á. Đó cái chốt. Có chốt lên nè. Rồi có chốt không? Cả nhà thấy đã không cả nhà? Vì là có bữa cơm chiều rồi. Cái đầu trên là cá nó ngon hơn cá đầu dưới. Dạ. Dạ, ô chỗ này dính nó chùm luôn rồi luôn. Anh Ba ơi. Dạ. Bắt sao bẫy chúng tôi nè. Dạ. Nó tự dính á. Tự nó năm tự. Dạ. Này dính nó xe gì nó sặc luôn. Nhớ bị mấy hàng xịt ấy nó đi chậm. Cá ngon chậm. Đây còn cao phì ra vậy. Dạ. Rồi cái này đó đi. Đó. Lùng bây giờ chụp nắm không nha, dính. Cái này bứt luôn à. Dính, dính lại đại bứt luôn. Này không bứt nè, cấu gỗ không bứt nữa. Trứng này chứ. Ừ. Cái này trứng no nóc luôn đó nè. À, đây món nè. Chua. Nó ăn chua ăn. Cơm. Bắt cái xèo rồi. Không, canh chua gì ngon anh hả? Canh chua ngon bông bình đó. Trời. Rồi, đi, vậy đây. Hấp trong không? Đó, dính dài, dính dài. Ôi, ôi. Chỗ này dính nó xe gì nữa. Nãy giờ trước bên đây là đuổi. Cái gồ. Nó đuổi cá đậm gì chết trời. Nậu chết. Nậu dính. Lãnh chứ. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Nhưng mà không gắn không dính này. Ừ. Chim nha. Rồi đây ngủ vậy. Đây đây đây. Ôi cái gì đây? Quay ra ngoài đã. Em đặt ra ngoài. Áp hết cho thằng biết gì nè. À. Đâu? Dính có cái he nữa cả nhà. Đây có cái he nữa. Cái he là cái dây dây dĩ nó đỏ đỏ vậy cả nhà. Thấy không? Sao? Chốt rồi. Nó chốt đó kìa. Cá ngon rồi. Đó, cá đẹp ghê cái ha, đẹp. Không có con cá sạch này nó ú không ha lùng. Nó ú nè. Ừ. Cá. Lắp à? Sao không có lắp không? Cá lắp nè. Trời ơi, cái đồ này nè. Lưới ba phân nhín cam tông luôn cả nhà. Đó. Giữ thằng không? Giữ. Không? Nó nọn chua luôn ha. Hả chứ, anh chua không muốn luôn cả nhà. Hồi vậy mấy anh em làm nồi anh chua luôn. Video đó em chia sẻ lại cho cả nhà xem sao. Đó. Xe gì cả nhà cái này đi. Em đi trước, đi trước về một bình đó cả nhà. Ồ chỗ này cá tại chỗ này phía sau cá dính nhiều nha, lục bình nè. Đó dính ghê dính
Thôi cũng hết tay lưới rồi cả nhà ơi. À, tới đây nè. Tới cây này dở lên nhà xem mấy chứ. Rồi em sẽ phụ mấy anh em chặt lục bình nhâm kia lục bình nhiều lắm cả nhà. Rồi em thăm tay lưới còn tay lưới 4 phần gửi nữa. Em thăm xong rồi em lên chia sẻ kết quả cho cả nhà xem sao nha. Để em phụ nữa cả nhà ơi. Ủa lưới dính được con cá chốt nữa cả nhà ơi. Quá đã. Chút ngon. Dạ thôi mọi người cũng lên nè cả nhà ơi. Thôi được rồi. Bữa nay thành quả được như đây nè cả nhà. Đó. Ủa này cá ngon ngon không nổi, được thêm mấy tay lưới cuối cùng cả nhà, được thêm mấy con cá chê mà dinh nữa, với ba cá chê ngon ngon không. Đó, bữa nay nhắc được 4-5 ký cá. Cá chê, cá chốt, cá rô, cá sập. Đó. Rồi, mọi người chuẩn bị về cũng chiều rồi, về là làm cơm chiều cả nhà ơi. Rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha. Nếu cả nhà xem có thấy hay để lại cho kênh một lượt bình luận, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Hẹn cả nhà lại clip sau. Bye bye cả nhà. Bye. Dạ. Cả nhà đón xem clip sau nha cả nhà. Xem cá này về mấy viện cháu mấy anh em sẽ làm gì nha.